Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh mình thì chuyên mua và bán thanh lý tiền vũ rẻ. Thì là hôm nay là ngày mùng 2 tháng 11 năm 2021. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình sẽ review củ sạc nhanh coi như là 18W cho các bạn, coi như là xem cái chất lượng của củ sạc nhanh của 18W của LG này, xem là có chất lượng của thực kỳ là ok không các bạn nhé. Thì hôm nay nhà mình về tất cả là 100 củ các bạn nhá. Nên là các bạn tha hồ đặt hàng các bạn nhé. Đấy. Buổi tối ngày hôm nay thì mình về rất nhiều củ sạc nhanh này. Đấy, củ sạc nhanh 18W chính hãng của LG. Đấy. Mình về rất là nhiều. Hôm nay mình sẽ bỏ mấy mẫu đây các bạn coi như là xem với các bạn nhé. Đấy ạ. Trên tay mình đây là củ sạc nhanh flash này, chen này, đấy, sạc nhanh này, hỗ trợ sạc nhanh của LG các bạn nhé. Củ sạc này được có nó là 18W các bạn nhá, hỗ trợ là 18W. Dòng ra là sạc cực kỳ là nhanh. Mình đã test củ này vào những sản phẩm mà LG nhà mình này thì là cực kỳ là nhanh, nói chung là nhanh lên pin cực kỳ luôn. Và không sự những là sạc nhanh này, các bạn có thể là sạc cho LG V20 này, V30 này, V50 này, V50S và V60. Nói chung là tất cả là những sản phẩm là dòng L sạc nhanh, nói chung là tất cả những dòng LG. Đấy, sạc thì sạc nhanh chính hãng này cực kỳ là ok các bạn nhá. Đấy. Và đây thì là không những sạc được những sản phẩm mà nhanh của LG và có thể là các bạn có thể là dùng để sạc iPhone. Đấy, sạc iPhone rất là nhanh các bạn nhá. Lên pin thì cực kỳ là nhanh. Mình đã test rồi. Lên pin nhanh hơn củ bình thường bao nhiêu. Và không những là sạc nhanh cho cả LG và những sản phẩm là Samsung này hỗ trợ sạc nhanh cũng cực kỳ ok các bạn nhé. Thì mình sẽ test coi như các bạn coi như là sạc trên những sản phẩm là Samsung này xem là có hỗ trợ sạc nhanh không các bạn nhé. Đấy. Thì là để củ sạc thì mình sẽ lấy một củ. Ở đây thì là mình có ổ điện, đây thì mình đã cắm sẵn rồi các bạn nhé. Đấy. Mình cũng đã cắm sẵn rồi. Đây thì mình sẽ là rổ cái dây này ra. Đấy, mình sẽ là lấy một cái dây Type-C các bạn nhá. Đấy, bên mình sẽ là bên mình sẽ là thanh lý củ cho các bạn nhé. Về các bạn cắm vào cái dây Type-C là cũng được nhé. Đấy, Type-C. Type-C là các bạn có thể là cắm vào cái dây Type-C của các bạn đang xài các bạn nhé. Các bạn có thể cắm vào củ đấy các bạn nhé. Đấy, thì mình sẽ cắm vào củ sạc nhanh đây. Thì mình sẽ coi như là kết nối sản phẩm là Samsung S10 5G này của mình các bạn nhé. Đấy, thì mình sẽ kết nối vào các bạn nhé. Đấy. Đấy, nó sẽ hiện luôn để chữ sạc nhanh các bạn nhé. Các bạn để ý kỹ này. Đấy. Đây. Đấy. Tuy là dòng LG nhưng mà có hỗ trợ sạc nhanh tất cả các dòng các bạn nhé. Các bạn có thể là sạc nhanh cho iPhone này và sạc nhanh cho cả Samsung của các bạn nhé. Đấy, đấy, chứ không phải lấy. Đấy, sạc nhanh này các bạn nhìn chữ sạc nhanh chưa ạ? Đấy, chữ bé bé là sạc nhanh các bạn nhé. Đấy. Đấy. Nói chung là hỗ trợ tất cả các đa dạng máy nên các bạn có thể là mua đặt hàng cho iPhone hoặc là Samsung hoặc là LG các bạn nhá. Sạc nhanh này cho LG cực kỳ là sướng. Hôm qua mình đã test sạc con này. Nó lên pin vù vù luôn các bạn ạ. Nó lên pin cực kỳ là nhanh và cực kỳ là sướng luôn các bạn nhé. Rất là sướng các bạn. Nó quá là nhanh luôn. Đấy. Lên pin sản phẩm là LG thì cực kỳ là nhanh các bạn nhé. Đấy. Hôm qua mình đã test mà cảm giác cái cù này của nhà mình cảm giác nó nặng lắm. Mà là cực kỳ là chất lượng các bạn nhé. Đấy. Sạc zin chính hãng nó khác hẳn các bạn nhé. Đấy. Sạc rất là nhanh và rất là coi như là cầm củ rất là chắc tay và thiết kế củ này cũng rất là đẹp và rất là nặng các bạn nhé. Đấy. Nó có cổng có như là sạc USB này, các bạn có thể là cắm ra cho những cái máy nào cũng được các bạn nhé. Nên là rất tiện lợi, các bạn cắm dây iPhone, Samsung vào những cái cổng này. Đấy. Rất là tiện lợi luôn. Thì là cái sạc nhanh của LG này thì mình sẽ cam kết cho bạn có như là sạc zin này và sạc cực kỳ là nhanh các bạn nhé. Đấy. Thứ nhất là sạc zin này và thứ hai là cả cực kỳ là nhanh luôn. Đấy. Đấy, sạc zin và cực kỳ là nhanh. Và bọn này thì là gì nhở? Bọn này thì là tí nữa thì mình sẽ để cái link Shopee. Đấy. Tí nữa cái sạc nhanh này thì mình sẽ để cái link Shopee, cho các bạn đây. Để cái link coi như là Shopee nhá. Đây là Shopee của nhà mình nhá. Đây là shop của tôi này. Đấy, tí nữa thì mình sẽ copy cái link này. Đấy thì mình sẽ chia sẻ, mình sẽ copy cái link này. Và mình sẽ để ở mô tả video và bình luận ở dưới bài viết. Các bạn có thể lên các bạn có thể là lên kênh YouTube Triệu Phú, các bạn có thể là TV của mình, các bạn có thể là xem link ở bên dưới. Thì mình sẽ đặt link ở dưới mô tả của video và bình luận của video. Thì các bạn có thể click vào link này để mua hàng các bạn nhé. Đấy. Bên mình sẽ tri ân cho bạn cũng như trong vòng 1 tháng này. Đấy, tri ân cho bạn 1 tháng. Đấy, các bạn đặt cho mình qua là Shopee bên mình nhá. Đấy. Đây mình đây, mình bình thường mình sẽ bán ở trên thị trường ấy, cái củ sạc nhanh này thì mình cũng chia sẻ luôn. Ở trên thị trường ấy, cái củ sạc nhanh này sẽ bán với mức giá là từ 100.000 đến là 200.000. Nhưng mà ở cửa hàng mình ngày hôm nay thì mình sẽ vừa bán vừa tri ân cho bạn coi như là
không những các bạn mà mua sản phẩm điện thoại LG bên mình có chưa có sạc nhanh, và các bạn có thể là mua ở sạc mua ở các shop khác mà chưa có cục sạc LG sạc nhanh này đấy, thì mình sẽ vừa tri ân vừa bán cho các bạn coi như là ở cửa hàng mình và cửa hàng coi như là khác mà các bạn mua chưa có sạc nhanh đấy, thì các bạn có thể lên shop của mình các bạn đặt nhá. Bình thường mình sẽ bán 100.000, nhưng mà ở hôm nay thì ở clip ngày hôm nay thì mình sẽ tri ân khách hàng, thì mình sẽ bán cho bạn là giảm giá 50% các bạn nhé. Đấy, mình sẽ giảm giá cho bạn coi như là 50% luôn. Đấy, là còn 50.000. Nếu mà bạn nào mà đặt hàng trên Shopee này, đặt hàng Shopee này, nếu mà các bạn mà có các cái voucher coi như là giảm giá ấy, hoặc là giảm giá miễn phí ship này, hoặc là giảm giá coi như là 20% này, các bạn có thể là kích vào cái sản phẩm bên mình và chọn cái mức coi như là miễn phí ship này, hoặc là mức giảm giá coi như là sản phẩm ấy, rất là tiện lợi. Nếu mà các bạn mà chọn được cái gói mà miễn phí ship, các bạn chỉ nhận cục sạc, các bạn chỉ phải thanh toán là 50.000 đồng thôi. Còn bạn nào mà không mất phí ship thì chỉ mất tầm độ 20.000, hơn 20.000 thôi, nó rẻ lắm. Phí ship nói chung là cái bọn ở cái phí ship ở trên Shopee này cực kỳ là rẻ các bạn nhé. Đấy. Đấy, link Shopee tí nữa mình sẽ comment luôn cái phần của mô tả của video và video, và nói chung video của mình các bạn có thể là kích vào link Shopee để đặt hàng giúp mình các bạn nhé. Đấy, tại vì cái củ sạc 50.000 này nhiều khi mình cũng ngại gói lắm, đâm là mình sẽ đặt cái link Shopee, các bạn có thể đặt hàng qua Shopee, sẽ là nhân viên họ tới tự gói hàng cho mình các bạn nhé. Đấy, đấy, nếu các bạn nào có voucher coi như là voucher đặt hàng, các bạn có thể là được giảm giá coi như cái này được 50%, thêm 50% nữa. Đấy. Và còn được là miễn phí ship cơ. Mua Shopee rất là tiện, mình cũng hay mua hàng Shopee nhiều lắm. Mình cũng hay mua đủ các thứ trên Shopee, rất là tiện lợi luôn. Đấy. Đấy. Và củ sạc nhanh chính hãng LG này thì là bên mình sẽ bán cho bạn với giá là 50.000 đồng các bạn nhá. Đấy, 50.000 đồng. Đấy, các bạn có thể là qua link Shopee, tí nữa mình sẽ comment dưới phần mô tả video để đặt hàng giúp mình các bạn nhá. Đấy, sạc nhanh được rất là nhiều máy, một là LG này, và hai là iPhone này, và ba là Samsung này, nói chung là những cái máy gì cũng có sạc nhanh các bạn nhé. Đấy, thì là mình sẽ tri ân cho bạn coi như là đặt mua sản phẩm LG bên mình, và LG đặt mua các ở bên shop khác và chưa có sạc nhanh, hỗ trợ sạc nhanh. Đấy, sạc nhanh 18W này thì là các bạn có thể là qua Shopee của mình, link Shopee mình để đặt hàng các bạn nhé. Đấy, bọn này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 50.000 các bạn nhé. Sản phẩm này mình sẽ bán cho các bạn coi như là vừa bán vừa hỗ trợ cho bạn coi như là không có một tí phần trăm gì, nên các bạn cứ yên tâm. Đấy, bao cho bạn coi như là sạc zin, sạc cực kỳ là nhanh luôn. Nếu các bạn mà sạc mà không nhanh, mình sẽ tặng các bạn luôn, nên các bạn cứ yên tâm nhé. Đấy, mình đã test rồi, trên sản phẩm Samsung cũng nhanh và iPhone cũng nhanh, và LG cũng cực kỳ là nhanh nữa, nhanh tính khủng luôn, cực kỳ là sướng các bạn nhé. Đấy, giá chỉ và giá coi như là cho bạn là 50.000 đồng thôi các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể là qua Shopee coi như là của mình để đặt hàng nhé. Mình tí nữa mình sẽ coi như là để link dưới phần mô tả của video để các bạn coi như là xem để đặt hàng các bạn nhé. Thì đây S10 5G thì điện thoại thì nhà mình cũng có luôn. S10 5G thì nhà mình vẫn đủ màu để các bạn lựa chọn nhé. Đấy. S10 5G này là hàng, này là hàng siêu thị thanh lý nhá. Nói chung là hàng siêu thị thanh lý các bạn khỏi phải chê rồi. Quá đẹp và quá chất, đủ màu các bạn chọn này. Màu đa sắc này. Đấy, các bạn nhìn ạ. Màu đa sắc, nó ra màu đa sắc luôn, máy đẹp leng keng các bạn nhé. Màu đa sắc này, máy đẹp leng keng. Đấy. Bọn S10 5G máy đẹp leng keng này thì mình chỉ bán cho bạn với giá là 6.200.000 thôi. Đấy. Chỉ với giá là 6.200.000 các bạn sở hữu sản phẩm là Samsung S10 5G, hàng siêu thị đẹp leng keng này các bạn nhé. Đấy. Đấy. Mình bán ra thì mình là còn cam kết cho các bạn coi như là nguyên zin nguyên bản, bao cho bạn coi như là check cửa hàng, check hãng, không zin tặng máy nhá. Nên các bạn yên tâm sản phẩm là Samsung S10 5G các bạn nhé. Nói chung là dùng bọn này thì cực kỳ là sướng luôn. Đấy, nhà mình thì đủ màu các bạn nhé. Màu gold này, màu đa sắc này, và màu xám đen đấy nhá. Bạn nào mà thích sản phẩm là Samsung S10 5G hoặc là hợp phong thủy màu nào thì các bạn đặt nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất các bạn nhá. Đủ màu các bạn lựa chọn nhá. Đấy. Đấy, thì mình sẽ đóng gói cái này. Bạn nào mà gì nhờ, bạn nào mà không mua máy, các bạn có thể là xem video clip ủng hộ mình, hoặc là các bạn có thể là gì nhỉ? Mua cục sạc nhanh này để đặt hàng, mua cục sạc nhanh ủng hộ mình các bạn nhé. Cục sạc nhanh này các bạn có thể, các bạn lên Shopee đặt giúp mình nhá. Đấy, cục sạc nhanh này tí nữa mình sẽ là để link dưới phần mô tả của video, các bạn lên Shopee để đặt giúp mình các bạn nhé. Đấy, mình sẽ để link, gắn link ở dưới bên dưới nhá, mô tả video, đủ màu các bạn lựa chọn các bạn nhá. Đấy. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình ở đây, quên mất thì nhà mình còn cái món này nữa. À,
đấy ạ, nhà mình thì còn món này nữa các bạn nhé. Đấy, sim 5G Vina và mạng cả năm này ạ. Đấy. Sao lại còn ở nhỉ? Mình không biết là mình thế này. Đây, sim Vina 5G vào mạng cả năm nhé. Đấy, sim Vina này, đấy. 5G vào mạng cả năm. Sim này mình sẽ bán cho bạn với giá là 350k các bạn nhé. Đấy, sim Vina phone này 5G vào mạng cả năm. Bên mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 350k. Nếu mà các bạn nào mà đặt qua hàng sim Vina này qua Shopee ấy, thì mình sẽ bán cho bạn, mình sẽ bán cho bạn, vừa bán vừa tri ân cho bạn, có như là ở Shopee ấy, với giá là 300.000 các bạn nhá. Nếu các bạn mà đặt hàng trực tiếp này thì các bạn gì nhờ phải mất là 350.000 đồng. Còn các bạn nào đặt hàng qua Shopee thì các bạn có thể là chỉ phải mất có như là 300.000 đồng cho các bạn nhá. Và mời phí ship có như là mất cũng là rẻ hơn các bạn nhé. Phí ship mất tầm 20-30 nghìn thôi. Đấy, tùy các bạn nhá. Các bạn đặt trực tiếp thì mất 350.000 đồng, còn các bạn đặt qua Shopee thì chỉ với giá là 300.000 đồng các bạn nhé. Sim Vina 5G vào mạng cả năm. Đấy, không phát sinh thêm 1.000 nào nữa các bạn nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thì mình giới thiệu cho bạn đây ạ. Đây thì đây sản phẩm LG V50 bên mình ạ. Các bạn nhìn tem nó có giống nhau không ạ? Tem mác nó giống y đúc nhau các bạn ạ. Ui, nó giống y đúc một hột luôn. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và bây giờ chúc bạn xem video mình một buổi tối ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui. Và xin chào và lại clip lần sau các bạn nhé.